Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh Tô Màu của mình. Em ơi, chúng ta sẽ nhau tô màu trên quả cam ấy nhá. Cái chỗ đầu nhá. Sử màu cam để tô quả cam nhá. Xanh lá, có phần lá đây.
Bây giờ mình đã tô màu xong bức tranh rồi nhau mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi video này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.